Nam Ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Chị với chồng chị quen thì như cỡ 19 năm rồi đó. Trời ơi, đi học chung làng Chả Nghía à. Quen sớm vậy đó hả? Không có, Chả Phái trước. Chả Phái trước hả? Nhưng mà tại sao tới 19 năm chị mới chịu cưới? Chả Phái trước mà mẹ chưa phái. Phải không? Phải khác như vậy. Chê, ốm chê. Vậy hả? Trai đàn ông dạ nó dễ gần lắm. Dễ gần à, nó về tới cái miệng nó bếp chết vậy hả? Nó vô lần đầu tiên là nó như trong nhà nó quen hồi nào vậy đó. Trời ơi, chị nói trong bụng nó chết tôi. Nhìn khó dữ ghê trời. Chết rồi. Cái kèo này là coi bộ chắc quay ga quá. Mình mới mà mình cũng mới nhận lời yêu thôi, bây giờ mình quay đầu thì cũng không kịp. Trời ơi. Nói trong bụng đi nha. Nó bắt chị ra ngoài lựa rút cho nó thấy bà luôn. Lựa gì luôn hả? Bắt đi luôn. Là giống như nhân viên vậy đó hả? Nhân viên luôn, đi ra bà hai chị xui, bà mẹ ruột với bà mẹ chồng ngồi lựa rút từ sáng tới chiều luôn, có khi tới 9 giờ đêm. Có lương không? Lương không có luôn hả? Mà lâu lâu mua vàng cho. Rất vui được chào đón quý vị đang đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp lại Mẹ Chồng Nàng Dâu. Dạ. Nói với Lê Lộc rất vui hả con? Dạ. Vui dữ không? Dạ, nghe nói là cặp Mẹ Chồng Nàng Dâu hôm nay rất là thú vị nha. Rất là thú vị, rất là vui đúng không? Vui thiệt không? Vui thiệt. Vui đó, chồng chưa biết chuyện gì vui hay là buồn. Đôi khi chuyện Mẹ Chồng Nàng Dâu cũng đầy nước mắt luôn quý vị ha. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ cặp Mẹ Chồng Nàng Dâu đến từ Vĩnh Long. À, xin chào mẹ chồng, chào nàng dâu. Con chào cô. Dạ, chào chị. Rồi, dạ, chào em chào chị. À, mời mẹ chồng nàng dâu ngồi đi. Chào, hôm nay hai mẹ con với hai cái màu sắc nó tươi quá. À, lấy giờ miền Tây đi anh, lấy giờ miền Tây mai sau ta sẽ sang giàu. Phải không cô, phải không cô? Đeo vàng quá trời luôn kìa. Nhìn cái mặt dây chuyền là biết rồi. À, bây giờ thì mình có thể giới thiệu về mình cho khán giả cái truyền hình cùng biết á. À, chị chào MC Quyền Linh. Dạ, chào chị. Chào bé Lê Lộc. Dạ, chào cô. Tên Nguyễn Thị Ngọc Bích, chị ở thành phố Vĩnh Long. Dạ, em mời chị. Em chào chú Quyền Linh ha. Chào em. Chị là Kiều Duyên, chị cũng đến từ Vĩnh Long luôn. Cái công việc của mình ở dưới làm gì vậy chị? Dạ, chị nội trợ. Nội trợ. À. Còn dâu làm gì? À, em buôn bán, là em bán bánh tráng phơi xương. Bánh tráng phơi xương. Bánh tráng phơi xương là bánh tráng trộn. Con nghe nói hiệu bánh tráng này nổi tiếng lắm á nha. Bánh tráng phơi xương ngon lắm. Bánh tráng phơi xương có thể ăn cuốn đủ thứ, ngoài ra có thể là bánh tráng trộn ăn không, cũng dẻo cái nữa. Hiệu bánh tráng này của riêng của chị luôn. Vậy đó hả? Dạ, chị giới thiệu chút xíu cho chú Linh biết đi chị. Giới thiệu bánh tráng trộn đi. Cái bánh tráng này á là nó nhiều lắm. Bây giờ ha, chú muốn trộn thì trộn nha, muốn cuốn thì cuốn nha. Nó là một cái rất là đặc biệt của vùng Củ Chi, và nó chỉ có ở Củ Chi nó mới có cái bánh tráng này. Ủa, tức là con lấy từ Củ Chi về Vĩnh Long con bán nữa hả? Đúng rồi, tức là con có một người em bà con thì tại vì ở Củ Chi nó mới có làng bánh tráng, chứ ở Vĩnh Long mình thì mình không có cái lò, những cái lò bánh tráng đó. Cho nên là mình nếu mà mình nhập về mình phơi xương thì chi phí nó rất là cao, thành ra là mình phải có người quen lò ở trên đó thì người ta phơi tại lò luôn rồi người ta mới vận chuyển về cho mình. Bánh tráng Củ Chi phơi xương Vĩnh Long ăn nghe không lạ. Chồng mới móc đặt tên này được, cái bánh tráng Củ Chi phơi xương Vĩnh Long. Rất là lạ đúng không? Dạ. Chị làm dâu của mẹ được bao lâu rồi? Chị đám cưới hồi 21 tháng 9 năm ngoái đó, mới có mấy tháng. Mới đây thôi. Ủa, chưa được năm nữa chị hả? Đúng rồi, nhưng mà chị với chồng chị quen thì như cỡ 19 năm rồi đó. Trời ơi. Quen từ lúc ông mua bánh tráng hay là... Không, tức là từ hồi cái thời mà con đi học á, từ cái thời mà lớp 8 á, đi học chung làng Chả Nghía à. Quen sớm vậy đó hả? Không có, Chả Phái trước. Chả Phái trước hả? Nhưng mà tại sao tới 19 năm chị mới chịu cưới? Chả Phái trước mà mẹ chưa phái. Phải không? Phải khác như vậy. Chê, ốm chê. Vậy hả? Trai đàn ông gì nữa. Đâu chịu. À dạ. Trời. Sao muối rồi hả? Dạ, mà ông không có muối nào, ông thẳng dọc luôn vậy đó hả? Dạ. Tới lúc mà tỏ tình mà còn không thèm luôn á. Trời đất ơi, vậy đó hả? Dạ. Cho nên là biết mẹ là cũng lâu lắm rồi. Dạ, ủa gỡ gần hay sao? Dạ, là bạn. Bạn dạ. Nhưng mà có qua lại biết trước không hay là chỉ qua lúc giới thiệu mẹ mới biết? Lúc mà đi học là biết mẹ đúng rồi. Đi học thì mình biết, học thôi, biết rồi, như là không? Phụ huynh của bạn mình vậy đó, cha mẹ thì mình cũng biết vậy thôi. Lúc đầu mà chị gặp con dâu tương lai nè, chị thấy sao, ấn tượng điều gì?
Dạ nó dễ gần lắm. Dễ gần à, nó về tới cái miệng nó bếp chết vậy hả? Nó vô lần đầu tiên là nó như trong nhà nó quen hồi nào vậy đó. Nó dễ gần à, nhưng chỉ có khó gần với con trai của mình thôi. Vô nhà vui vẻ lắm. Miệng lép bép lép bép. Lép bép lép bép hoài tối. Nổ như bánh tráng vậy đó. Lật cũng như bánh tráng rồi đó. Nó dễ chịu lắm. Về nhà nó có đem bánh tráng về tặng người này kia không? Dạ nhiều lắm. Đem về ăn không hết luôn. Có sớm liền luôn đem về giới thiệu sớm làng nữa. Nói tới bánh tráng bây giờ tôi chưa thấy có bánh tráng tặng luôn. Làm sao khỏi được. Bạn mà phải nhắc nữa. Nhiều nhiều đây thôi đó. Đây nè, đây. Trời ơi. Xịn không? Rất là xịn luôn. Đó, bây giờ nè. Em thêm túi. À, có cái túi riêng nữa. Có cái túi giới thiệu thương hiệu. Đó, đây quảng cáo nè, vô nè. Bánh đén đó là hút chân không đàng hoàng. Đó. Rồi, cái này là ăn giặt cô Duyên. Giặt cô Duyên. Cảm ơn con. Trời ơi, trời ơi, sao mà thiếu được. Ủa chị, nhưng mà chị cái thương hiệu này là lâu chưa chị? Cái thương hiệu này của chị? Cái này là chị làm hơn một năm nay, chị làm từ hồi lúc dịch á. Là chị ra thương hiệu. Tức là con tên Duyên á hả? Dạ đúng rồi. Con tên Duyên như nói kiểu... Dạ, cảm ơn chị. Lại lại là con Duyên đúng không? Ở miền Tây kêu Duyên, Duyên, nó nghe dạ, là Duyên. Dạ đúng rồi. À, rồi từ từ, để đây, từ từ, hồi chú gắng mình ăn luôn. Để đi. Ủa sao con để bên đây cũng được mà. Không được, cứ để đây đi, cho nó ấy hơn. Chú dễ ăn hơn. Cái gì chú ăn uống chú lấy hết á, con dạ. Ốm quen rồi đừng ăn. Nhưng mà chú biết không, cái thương hiệu này là nổi tiếng ở trên mạng lắm đó nha. Nổi lắm hả? Dạ. Tại vì chưa có tặng chú thì chưa thấy nổi thôi. Bắt đầu tặng bữa nay chú mới thấy nổi. Rồi bây giờ quay lại chuyện mẹ chồng nàng dâu dạ. Đi. Khoan cho con hỏi chút xíu nha. Đi. Là ngay từ cái lần đầu tiên khi mà chị gặp mẹ chồng tương lai đó, là chị cảm giác như thế nào? Trời ơi, chị nói trong bụng là chết tôi. Nhìn khó dữ ghê trời. Ủa sao chị? Lúc đó nhìn mẹ chị hay nghiêm lắm, giống như là ít nói, kiểu như là ai vô cái cũng chào chào cười mà thấy mình thấy không có nói chuyện á. Cái lúc mà mới vô là mình thấy trời ơi chết rồi. Cái kèo này là coi bộ chắc quay ga quá, tại thấy khó quá. Kèo khó quá. Rồi mà cái tính của mình nữa, mà mình vô thì khó quá rồi, mình đâu có biết, giống như cái tính không có tỉ mỉ, con không có tỉ mỉ, không có đảm đang như những người ta buôn bán kinh doanh livestream thì sao vậy đó, làm vậy đó. Nhưng mà nói về những cái tỉ mỉ nhỏ là không làm được. Mình mới mà, mình cũng mới nhận lời yêu thôi, bây giờ mình quay đầu thì cũng không kịp. Trời ơi. Nói trong bụng đi nha. Xong cái về cái nói thôi, mà lúc đó quen chồng là mày tao tại chơi, mà bạn bè chơi thân rồi đó, giờ mà cái tự nhiên cái nói yêu, cái vẫn còn quen tới bây giờ vẫn là mày tao. Trời ơi. Thôi mày ơi, chắc mày kiếm đứa khác đi, tao thấy mẹ mày khó quá à. Cái nói không có, bà dễ lắm, mày vô vài lần nữa đi. Nó còn ngủ vô vài lần. Mình vô từ từ tiếp xúc thì cũng nhào vô luôn, cũng nói chuyện vui vẻ được. Mình cũng coi như là cô là gì, nhà bình thường thì đúng là tiếp xúc mới thấy là mẹ cũng quá dễ, dễ. Đúng rồi, dễ chứ. Điều lúc đầu luôn. Với lại có nói cũng nói đâu lợi nó đâu. Dạ. Rồi về á, làm dâu á, nó có phụ mình gì nhiều không? Nó lo bán bánh tráng không chị? Dạ nó không có phụ gì hết. Ăn cơm rồi khổ giữa chén không hết nhà luôn. Trời ơi, khổ gì hết. Vậy là chỉ mua đồ ăn về đó, quăng đó rồi cha mẹ em dâu nhào vô làm. Muốn nấu gì nấu, muốn làm dạ, gì làm. Làm xong dọn lên ăn, ăn xong rồi là quăng đó phóng lên ghế salon ngồi đó chút đơn. Phóng lên luôn hả? Phóng lên luôn, lên nằm luôn, ngồi trên ghế ngồi làm luôn. Không có bằng gì hết, không quét nhà, không rửa chén, không gì ăn hết. Là phóng lên ghế ngồi. Nhưng thôi. Mà nó làm cha mẹ cũng cho làm, tại nó công việc nhiều quá. Nó tài chiều dâu quá mà. Con lên con làm việc gì của con đi, để đây mẹ với cha làm. Em hỏi thiệt nha, ví dụ như là giống như mình làm dâu á, mới về nhà chồng mà mình không có làm việc gì hết thì mình có ngại không? Tại vì mình không có phụ giúp được cha mẹ đó. Thật ra là cũng có cắn rứt lương tâm. Có đâu. Nói chung là thấy mặt nó biết không có ngại rồi. Nó phóng không mà, không nghe nói hả? Nó ăn xong nó phóng lên ghế. Nó làm xong nó phóng lên. Nhưng mà mới về cũng có cảm giác sợ chứ đúng không chị? Đúng rồi, cũng có cảm giác cắn rứt lương tâm. Nhưng mà thật tình cắn là mấy ngày. 5 phút. 5 phút được chưa? Cắn rứt lương tâm 5 phút thôi. Nhiều khi là do đúng là thật sự là cái công việc của con nó quá bận. Công việc của chị. Tại vì ha, nhiều khi ngồi phải không? Là điện thoại là có kẹt mạng luôn. Ví dụ một ngày mình đi 1000 đơn thì trong đó chắc chắn nó sẽ phải có vài chục đơn là nó bị lỗi. Thì những cái đơn đó là họ sẽ có số điện thoại, họ liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình thôi. Nên thành ra là bận liên tục, và trong cái Zalo là phải rep liên tục những cái đơn xử lý đó. Hoặc là sĩ nè, hoặc là khách, nói chung là cái thời gian mà để ăn cơm mà để ngủ nó rất là ít. Chứ đừng nói chị tới rửa chén, quét nhà hay lau nhà. Nói chuyện vui, thật ra dâu làm có tiền cũng mừng cho nó đúng không chị ha. Bữa nào cho chú xuống chú học làm nghề bánh tráng.
Chứ làm mẹ MC nó cực cũng khổ quá con ơi. Mới có mấy tháng thôi. Tới hôm nay là mình cũng mới gầy dựng, chị gầy dựng được khoảng 1 năm nay thôi. Còn hồi lúc trước là nói chung là chị rất là nhiều nghề, con rất là nhiều nghề. Nghề gì nữa con? Đầu tiên á là con đi học ra xong là con làm giáo viên mầm non. Giáo viên mầm non thì con dạy 2 năm vô biên chế luôn. Bắt đầu con quyết định nghỉ. Nghỉ ra xong rồi lại tiếp tục bán quần áo nè, bán cơm sườn nè, rồi bán quán nhậu nè, tức là tự mở ra bán, rồi bán cơm trưa, bán cơm phần nè. Sau đó thì mình cũng thất bại. Thất bại xong rồi lại đi qua làm thuê cho Nón Sơn, đi đứng bán hàng cho Nón Sơn. Thời gian bán đâu cũng 3-4 năm đó mới được một số vốn. Thì bắt đầu con mới chuyển ra con kinh doanh mỹ phẩm. Cũng không thành công đi, xong rồi mới chuyển đi lên Sài Gòn học make up. Lúc đó chồng hiện tại con giờ là làm ở ngoài Bình Dương, tức là chồng là kỹ sư. Thì hai người mới làm ở Bình Dương, xong rồi là về Sài Gòn. Cứ sáng đi tối về vậy đó. Một ngày chạy khoảng 60-70 cây, nhưng mà hai đứa rất là gồng nha. Gồng gánh dữ lắm luôn. Làm đặng với cái mục tiêu là sẽ có một ngày mình phát lên. Thật ra hai bên ba mẹ đều không có khá, không có tiền đề sẵn. Đó cho nên là hai vợ chồng quyết định là phải làm. Và cài cái khoảng thời gian mà ở Sài Gòn là rất là khổ. Chị ơi, có một đứa con dâu nó giỏi vậy đó. Dạ. Chị có thấy tự hào về con dâu mình không? Dạ có chứ, tự hào mà cũng hãnh diện. Dạ, nhiều lúc chị hạnh thấy phúc nó cũng lắm. Vất vả dạ. Quá, có bao giờ chị buồn vì điều đó? Buồn, chị đi ra ngoài nó thấy nó làm mà nó. Rồi nhiều khi nghe ban đêm mà nó chốt đơn tới 2-3 giờ sáng, hai vợ chồng. Nó mận dữ lắm, về cũng xót xa lắm chứ. Nói nó khóc dạ. Kìa. Ừ, về xót xa lắm. Mà về cứ nói với mấy đứa em nó, nói anh với chị mày mận quá chừng luôn hả. Mận dữ lắm mà bây giờ nó cũng thành công rồi. Có bao giờ con tuổi thân con khóc với mẹ chồng con không? Không có dám. Khóc mình hả? Tại sao mình cực quá? Hai vợ chồng con cũng có tập tành theo người ta kinh doanh. Thì bắt đầu là bị lỗ á. Con nhớ lúc đó là lỗ 40 triệu. Khi đó là con không dám điện về cho mẹ. Mà hai vợ chồng thì trong túi cũng không có được bao nhiêu tiền hết. Cái sau đó chồng con mới điện về cho mẹ. Thì thật ra mẹ cũng không có cái gì hết. Mẹ cũng chạy đi mượn chỉ có 40 triệu thôi. Nhưng mà không ai cho hết. Người ta có tiền để người ta cho vay đó, nhưng mà người trong nhà người ta cũng vẫn không cho mượn. Cuối cùng là mẹ phải cầm mất đi một cái cọng dây chuyền của mẹ. Chỉ lúc đó là cầm được bao nhiêu mà? 12 triệu phải không mẹ? Mẹ cũng cầm để gửi tiền lên cho hai vợ chồng để trả cái khoản nợ đó. Nhưng mà có 12 triệu thì làm sao đủ? Không đủ. Cái chồng của chị là phải đi vô công ty để mượn mấy cái người ở trong công ty nữa. Thì tới lương thì mình trả lại. Lúc đó là con quyết tâm lắm nha. Cuộc đời của con là sau này là con phải giàu. Phải có tiền, ít nhất là phải có tiền. Phải cho cha mẹ một cái căn nhà cho nó đàng hoàng hơn. Từ cái lúc đó là bắt đầu làm. Nhiều khi hai vợ chồng thức chốt đơn mà tới 6 giờ sáng. Xong 6 giờ sáng rồi là nhân viên con nó vô làm nha. Là hai vợ chồng con mới nhiều khi ngủ nằm vậy đó. Rồi trên ghế rồi đó giật dưỡng rồi ngủ được nửa tiếng. Một tiếng vậy đó, rồi lại thức dậy rồi làm đơn rồi làm tiếp. Con nhớ là tháng 4 hay tháng 5 gì năm ngoái đó. Con kinh doanh là tới tháng 9 là hai vợ chồng mới có được số vốn. Và bắt đầu là làm đám cưới. Tại thấy cũng lớn tuổi rồi. Làm đám cưới thì mẹ ở đây cũng lo, giống như là mình cưới con dâu thì mình cũng phải có cái tiền nong để mình cưới. Nhưng mà con chỉ nói một câu thôi, là không cần phải lo bất kỳ hết, bên mẹ hay là bên chồng, không cần phải lo một cái gì hết. Tất cả dàn cưới là 11 cây là tự con mua luôn. Đám cưới vừa đám cưới xong là con mua một căn nhà liền luôn, là cho ba mẹ đi. Đó là dạ là tự hai vợ chồng làm, tại vì mình sống mình nghèo á, cái người ta cũng không có xem trọng mình đó, cho nên thành ra là hai vợ chồng làm. Nói như miệng đời đúng, nghèo người ta khinh, dạ. Giàu người ta ghét. Dạ đúng rồi. Khổ biết sống sao, nay trả hết chưa con? Dạ, dạ cái lúc đó là mượn rồi, qua tháng sau là hai vợ chồng con là gồng gánh là trả hết. Trời, rồi, không có để lâu. Con mượn mấy chục triệu được, chú mượn có 2 triệu mà chú bị đòi lên đòi xuống. Đòi chú hả, rác mặt luôn hả con? Rồi từ ở đây mà qua tới bên Nhật luôn mà chị. Dạ. Đòi qua tới bên Nhật, con đòi luôn. Nói vậy ai hiểu rồi đó. Em á. Dạ. Nghi lắm mà. Em mặc tưởng tượng là nghi lắm. Có 2 triệu bắt đầu qua tới nước ngoài luôn á con. Thật ra thì con dâu nó rất là giỏi luôn. Bây giờ mua được nhà rồi đúng không con? Dạ, mua được nhà luôn. Nói như vậy thì thật ra không phải là mình lo làm giàu, mình cũng không chăm sóc mẹ chồng. Dạ. Theo chú thì á, lúc nào đó con cũng cần phải quan tâm, hỏi thăm mẹ chồng hay làm phụ mẹ chồng gì đó. Thật ra nó cũng cần làm nhiều, lâu lâu con nấu bữa cơm, lâu lâu con làm bữa thịnh soạn bánh tráng con đãi mẹ chẳng hạn. Con, nó có nấu cơm cho mẹ chồng ăn không? Cũng chưa có luôn. Chưa luôn. Nó có pha ly nước chanh nào cho mẹ chồng chưa? Nước thì có làm uống, cũng làm trà sữa rồi cho uống. Vậy là được rồi. Nó giỏi lắm. Dạ. Nó cái gì nó làm cũng được hết, nhưng mà dạ. Tại nó không rảnh thôi. Quá, dạ, đúng rồi. Chị cảm thấy là chị với mẹ hợp nhau điểm gì không?
mẹ chồng với con dâu không có một cái rào cản nào hết. Phân ra là nó là con dâu mình hay này kia. Chị cũng vậy, thí dụ như quà tới lễ đi, làm mẹ mình cái gì là mẹ chồng mình phải y chang như vậy đó. Thí dụ như mình cho mẹ mình cái gì là mẹ mình chồng phải y như vậy. Mẹ ở đây á, những cái điểm giống thẳng thắn, có cái gì thì nói cái đó, chứ không có cái kiểu như là nói thôi đi con mà sau lưng của mình á thì lại là giống như đi ra hàng xóm thì lại nói là con dâu mình này không có. Tức là cái gì không được là mẹ nói liền, con ơi cái đó là vậy vậy nha, rồi lại thôi. Giống như hai người bạn vậy đó. 20 tháng 10 á, Quyền Linh chạy về, mẹ ơi mẹ, chị đã làm sao, chị làm sao bếp á, hỏi gì con, qua hết 20 tháng 10 của mẹ nè. Mẹ con thì cái điện thoại, còn mẹ thì tiền mặt nha, mẹ có điện thoại rồi. Ồ. Cái từ trước tới thì sao vậy, kêu mẹ gùm men nha. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Rồi chị thấy hợp với con dâu mình cái gì? Vậy chị thấy sao cái gì chị cũng hợp với nó hết. Ừ. Hài lòng với nó cũng rất nhiều, cũng như thấy nó đi làm từ thiện đồ là chị cũng vui, cũng hài lòng. Con dâu không bao giờ phụ mẹ chồng hết. Có bao giờ mẹ chồng phụ con dâu không? Phụ. Nó bắt chị ra ngoài lựa gút cho nó thấy bà luôn. Lựa bắt gì luôn hả? Bắt đi luôn là, giống như nhân viên vậy đó hả? Nhân viên luôn, đi ra bà hai chị xui, bà mẹ ruột với bà mẹ chồng ngồi lựa gút từ sáng tới chiều luôn, có khi tới 9 giờ đêm đó. Có lương không? Lương không có luôn hả? Mà lâu lâu mua vàng cho. Không có lương nữa. Có vàng. Nghĩa giật mình. Có vàng. Có vàng đời cho. Có lương thấp mà không có vàng. Tới tháng nào phát lương nhân viên mẹ ngồi đó à. Lâu vậy, lâu vậy chị cũng đỡ lắm á. Dạ. Tụi này đôi khi lương thấp mà lâu cũng không bao giờ thấy vàng luôn. Hiện nay là con dâu nó lo hoàn toàn cho mẹ chồng hết đúng lo không? Lo hết. Mấy cái đeo đeo này là... Nó hết luôn đó. Rồi. Nó mua nhà rồi nó mới sắm vàng cho đeo rồi. Đồ ăn đủ trong nhà rồi. Quần cái áo gì rồi, là... quần áo luôn, cái gì cũng mua hết. Nhưng mà cô ơi, chị có tật xấu gì không cô? Cô không vừa bụng cái là nó thẳng tánh lắm. Dạ. Nhiều khi nó nói cái gì cô bụm miệng không kịp luôn. Muốn nói gì nói à. Có bao giờ mà lỡ nói Phật cái ý cô không? Chưa có Phật với cô mà cô thấy với người khác á. Ừ, vậy hả? Ừ. Khách hàng đồ hả cô hay sao cô? À, vậy đó. Hay là trong nhiều khi anh chị em của nó, em nó cũng đáng buồn lắm nhưng mà nó muốn nói là nó nói à, mà nó nói mà nó lo. Dạ con hiểu mà, tại vì mẹ con cũng là người thẳng tính. Ừ. Mẹ con nói nhiều khi con cảm thấy là người khác cũng buồn luôn á. Nói tới tổn thương. Dạ tổn thương mà do cái tính mẹ con vậy thôi chứ trong bụng không có gì hết trơn á. Ừ, dạ. Ừ. Nói xong rồi là thôi chứ không có để ở trong bụng để mà nhớ hoài, nhưng mà phải nói. Chị thương con dâu nhất điều gì? Chị thương nó cái là nó biết quan tâm với gia đình. Nó lo sức khỏe lắm, như nó nghe cha nó với chị bệnh một cái rồi là bằng mọi giá là phải đi bác sĩ. Rồi nó lo hết xe hơi, nó cũng lo cho tài xế chở đi luôn. Dạ. Yeah. Bởi vì chị thương nó lắm. Chưa chị nằm nhà cái chị thấy con chị mua nhà cho chị rồi đầy đủ tiện nghi trong nhà hết. Một tay nó lo một hết. Tay lo hết, quá rồi giỏi. Rồi cái chị nhớ lại nó mặn cực khổ, cái chị chịu cũng không nổi nó, bởi chị thương nó lắm. Rồi nàng dâu, mình thương mẹ chồng nhất điều gì? Xưa nay là mẹ không có coi con là con dâu. Từ hồi cái lúc quen cho tới bây giờ luôn á. Là ha, ăn cơm hay là làm bất cứ một cái điều gì nha, mẹ không bao giờ mà mẹ nói là mày phải xuống rửa chén hay là mày phải quét nhà hay là mày phải lo cái này mày phải lo cái kia. Không có. Tức là xưa nay là mẹ cưng con của mẹ là chồng mình á, cưng như thế nào là cái vị trí của mình nó y chang như vậy. Từ cái việc mà mẹ thương mình như vậy đó, cho nên là mình cũng không có coi đây là mẹ chồng hay là mẹ ruột gì của mình hết. Ủa không coi mẹ chồng, không coi mẹ ruột, không coi mẹ gì. Quên luôn. Ôi, ổn. Luôn rồi. Lật lại liền. Cắt khúc này, cắt khúc này. Không có cắt, lấy luôn. Không có cắt. Cắt khúc này. Mà lành nhiều bánh tráng mà lật qua lật lại vậy. Thật ra mẹ chồng rất là hiền. Và con thì một cô gái rất là tình nghĩa. Một cô gái năng động, một cô gái gọi là bản lĩnh nữa. Thật ra để mua nhà cho mẹ chồng á, là cái việc cũng không phải ai cũng làm được đâu. Yeah. Mà con đã làm được điều đó. Nhưng mà còn điều là mình có mấy dâu? Hai dâu, Quyền Linh. Dâu kia đâu? Dâu kia ở chung chị. À, nó có làm gì? Em của nó. À, nó làm ở trong khu công nghiệp. À. Cũng đi làm công nhân. À, rồi hai chị em dâu, bạn dâu nó có gì trục trặc? Trời, nó thuận lắm, nó thương nhau lắm. Nhỏ này thương nhỏ em lắm. Khổ cái nhiều khi mà chị dâu mét em dâu, em dâu mét không có. Chị dâu. Mẹ đứa nó thương lắm. Thật ra cái chuyện mà mua nhà đó là con cũng tính chưa có mua đâu. Tại vì cái lúc đó là mình kinh doanh nó cũng mới có dư ra được một khoản. Tính sử dụng cái số dư đó để mình làm lớn hơn, mình mở ra hơn. Nhưng mà tại cái con em dâu nó điện ra nó mét. Chị ơi bây giờ em thương cha mẹ quá. Ở đây là không có phải nhà mình thì nhiều khi người ta nói ra nói vô rồi mình cũng cha mẹ cũng im luôn mà tối nằm rồi buồn. Tại vì mình không có cái nhà riêng để mà mình ở. Nói thẳng ra là người ta không có coi trọng đó.
sáng ngủ thức dậy mở tin nhắn ra thấy nhắn nhiều lắm. Qua sáng hôm sau là bắt đầu là điện thoại ráo riết là kiếm nhà luôn đó, là cũng vòng vòng cũng ở gần trong xóm đó luôn, tại cha mẹ nào giờ ở quen không muốn đi thì là bắt đầu con mua luôn. Bắt đầu sáng hôm sau là bắt đầu về dẫn cha mẹ đi luôn đó. Sao nó điện vô cái chị giật mình. Quan trọng là mua xong ai đứng tên là con đứng tên luôn. Dạ không, ba chồng đứng tên. Hay quá. Ba chồng đứng tên là coi như của mẹ chồng luôn rồi. Dạ đúng. Đó là một cái tấm chân tình của con dâu dành riêng cho mình đó ha. Dạ. Cô con dâu này quá xứng đáng luôn. Con dâu kia có con cái gì chưa? Dạ có đứa gái 11 tháng rồi. Con gái không? Con dâu này nó chỉ muốn con trai hay gái. Giờ con nào cũng được, chị cũng muốn miễn nó sanh cho cháu nội là chị cưng chứ giờ đứa nào mong cũng lắm được. Mong cũng mong lắm chứ tại thấy nó cũng lớn tuổi rồi mà giờ công việc đang lu bu nó mặn quá chừng nhiều việc quá. Thật ra con rất là dễ thương, cái tính tình con rất là dễ gần, dễ tiếp xúc, buôn bán cũng thuận lợi, cũng giỏi nữa thì mẹ chồng nào không thương. Mà nãy con nói rất hay là mẹ chồng thương con từ lúc khó khăn chứ không phải lúc mà con cho tiền rồi. Con mà mẹ chồng thương, chú thấy hai mẹ con rất là hợp với nhau. Vấn đề quan trọng là nói thì nói, mình cũng cố gắng tranh thủ thời gian kiếm đứa từ từ nó lớn rồi ha, để cho nó vui cửa vui nhà. Chứ tụi con càng ngày càng lớn rồi mà nhà mình cũng vui mà mẹ chồng cũng vui. Mà anh chồng có nôn không chị, anh có muốn chưa? Nôn lắm, hầu như là bây giờ đâu có đâu, cái bắt đầu nựng cháu là nựng con của em nè, với chị hai. Bên con thì có con với chị thì chị có ba người con, ba người con trai. Mà thằng Út thì nó mới có 2 tuổi thôi, coi như là tối ngày nó đi với hai vợ chồng con. Rồi xong á, tối ngày dẫn đi uống cà phê đi gì đó, giết mà người ta đồn á là hai cái đứa này nè, là nó có con rồi nó mới đám cưới. Con nó bự lắm. Bây giờ theo chú thì con cũng vẫn tính được, tức là con có kế hoạch đó. Thì mình sinh con rồi mình cũng có nhân viên mà, rồi giao nhân viên một số công việc nào đó, cũng nên sinh sớm đi con. Con 9 mấy? Dạ 92. 31 rồi thôi. Có người 95 gần có con rồi đó con. Chú này đồ vậy nữa. Sao kỳ quá, mỗi lần chú nói con thấy đía mà lọc và kỳ quá. Chú giàu biết nói ai chứ, chị nói nó là chú biết nói ai chứ. Công việc thì cũng ổn định rồi, bây giờ là sau một cái thời gian vậy chị có buồn điều gì con dâu của chị không? Không, chị thấy không có buồn gì nữa hả? Con dâu có buồn gì mẹ chồng mà không dám nói không? Dạ có, chú biết gì không? Giấu vợ chồng không? Nhiều khi á mà người về phải không, toàn là nghe người ta nói lại không, nhiều khi người ta ăn hiếp nè, giống như là ở hàng xóm này kia, hoặc là người ta nói cái gì đó không, giấu kín lắm, hay là bệnh, đặc biệt bệnh là giấu nha, giấu dữ lắm, kiểu như là không muốn con cái lo mà sao giấu được. Nhỏ kia nó khai, nhỏ kia nó ở chung nhà nó ở chung nhà nó khai hết nó giấu. Dạ. Nhiều khi mà chóng mặt á, cha bị bệnh không, bị chóng mặt mà cũng giấu luôn, là tối ngủ không được vậy đó, chóng mặt mà cũng giấu, cứ đi chích thuốc thôi chứ không chịu đi khám. Ví dụ như cái gì thì giấu đi chứ bệnh mà làm đúng sao rồi. Giấu mà cứ giấu, sợ là chở đi tốn tiền, rồi sợ là mình làm mà mình ở ngoài lu bu rồi mắc công rồi về đây lo. Cái trời ơi, sao sợ vậy được, mà cứ vậy đó dặn hoài mà cũng mệt. Thì cũng nói chứ đi, mình bệnh rồi có dâu nó cũng mệt đó. Rồi tuy rằng cái thời gian mới có 5 tháng rồi, cái cuộc đời mình nó gắn liền với nhau còn xa nữa. Thì có những cái gì mà mình cũng nên trao đổi, giống như bây giờ cứ như thế này là nó ổn. Có gì nói với nhau nghe, mình có thể kể cho nghe tất cả câu chuyện, thậm chí con làm ăn mua bán mình nào thiếu nó không trả gì đó, con cũng nên tâm sự với mẹ chồng ha. Mẹ ghi sổ giùm con, ghi sổ giùm con để con quên, ví dụ vậy. Hay là con đòi ăn được, cử mẹ chồng con đi đòi cũng được, ví dụ vậy. Vậy thì chú nghĩ rằng đó là cái mối tương quan này nó sẽ bền chặt với nhau lắm. Nhưng mà còn một vấn đề nữa nè, con đang thắc mắc là chị với mẹ là rất là hòa hợp với nhau rồi, vậy còn có bao giờ mà cô phải đi phân xử giữa chị và anh chưa? Mà giờ binh ai là mới khó nè. Tụi bây giờ nhỏ, con cũng chưa có phân xử luôn nữa, mà hai nó gây lộn người nghe, chị xui nó gây lộn chưa được nữa mà 10 phút nữa nó thửng rồi. Sợ phân xử hả? Bà nói hai vợ chồng nó trên lầu nghe đùng cự chảnh đã đợi nhỏ này ôm gối xuống dưới sofa ngủ, rồi cái một hồi cái thằng kia xuống kêu mày lên đi tao trả phòng lại cho mày. Nghe ghê thì xu kể vậy, rồi nó thuận rồi vậy đó, rồi chị đâu có gì đâu để phân xử đâu. Thật ra mẹ chồng cũng không cần xử. Dạ. Để nhỏ bán bánh tráng xử được. Trời ơi, hôm bữa Tết kìa, cự lộn ha, đi chơn luôn, cha mẹ đi chơi rồi ở nhà có hai vợ chồng luôn, hai vợ chồng cự lộn xong á, ổng lên dọn đồ của ổng nha, ổng lấy bọc ni lông cạnh như nè, mở tủ ra dọn sang như trời đất. Em lên nói rồi mày làm gì? Tao đi về nhà tao. Tao không ở đây nữa.
Mày quýnh tao lòng phổi rồi à. Thấy chưa? Quýnh lòng phổi rồi. Thấy hay chưa? Tôi nói hay không? Để nó xử thôi được rồi, nhỏ bánh tráng nó xử. Không cần mày chồng xử. Rồi con có hỏi, ủa nhà mày cũng cũ là nhà tao mà. Thì đó, con nói bây giờ mày đi phải không? Rồi bây giờ mày đi, giờ mình phân chia tài sản trước đi này rồi đi à. Xong cái bắt đầu ngồi xuống, tao không có gì để nói với mày hết trơn á. Nó nói với con vậy đó. Con nói vậy bây giờ như vậy nè, mày điện cho mẹ mày, tao điện cho mẹ tao. Bây giờ đám cưới thì hai cha mẹ cũng gặp mặt, thì bây giờ mà mày muốn về nhà mày muốn ly dị thì cũng phải gặp mặt. Bắt đầu nó hỏng quà, nó cầm quà điện thoại nó hỏng điện. Cái xong cái nó mới nói con vậy giờ mày muốn gì? Cái con nói tao muốn đi Cần Thơ. Cái nó nói đi mày. Vậy là rồi. Dạ chở đi thôi. Dạ xong rồi ngồi tự động đi lên lầu cất đồ. Là chưa đi Cần Thơ hấp hôn lại đó mà. Là quê đó. Vui quá hả? Đi Cần Thơ vui dạ. Đó. Hai vợ chồng từ lúc quen nhau mười mấy năm không tới ngày hôm nay là chưa có để cho cha mẹ hai bên phải phân xử một cái gì. Chồng con làm gì vậy? Dạ chồng con là kỹ sư mà bên thiết kế à. Nhưng mà bây giờ là bán bánh tráng. Dạ về thiết kế bánh tráng. Dạ bán bánh tráng luôn. Kỹ sư thiết kế bán bánh tráng. Bỏ nghề rồi. Bỏ nghề. Ai là mấy cái logo này là như ảnh thiết kế cho chị luôn. Dạ đó. đúng rồi. Thì giờ đó kỹ sư giờ không biết nhưng mà với vợ là về làm kỹ sư thiết kế bán bánh tráng. Một cái nghề mới luôn. Bữa nay có tên hay vậy. Trời ơi coi nhưng mà kỹ sư mà cũng chịu bỏ hết để về làm cho vợ là đúng cũng... rồi. Về hồi Tết năm ngoái kỹ sư thì hồi xưa cũng làm ở trong công ty nước ngoài. Nói chung là chồng con giỏi về bên cái khâu mà chế tạo máy móc được đó thì rồi. Thiết kế rồi đó là giỏi nhưng mà cái phần mà giao tiếp á thì không có còn, đúng rồi dạ nó không quýnh lộn cũng thua con luôn á. Cái đó chắc tại nó chưa quýnh đó chú chứ nó quýnh không biết con đi đâu. Cái là hai đứa suy nghĩ là làm như người ta thì nó cũng chỉ được cái mức như vậy thôi nhưng mà nếu mà mình về mình kinh doanh cho riêng mình á thì nó lại khác. Thì sau đó là con mới đứng ra con like thì con gây dựng cái thương hiệu, tất cả những cái gì ở phía sau lưng của con là chồng con làm hết, con không phải thuê kế toán, không phải thuê bất cứ một ai hết. Dạ từ những cái app nè, từ những cái việc quản lý đơn nè, hàng bơm nè, rồi những cái mà tiền bạc dòng tiền về đồ như thế nào thất thoát ra sao là hoàn toàn là chồng con làm hết. Nói chung hai đứa đều giỏi hết. Hôm nay mẹ chồng có muốn con dâu thay đổi điều gì không? Mẹ muốn con là nói chuyện gì thì cũng thẳng từ từ tốt nói, đừng có hở cái la đùng 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 lên hoài vậy thôi chứ không có chuyện gì hết. Nghĩ là bớt nóng tính lại. Đó là cá tính. Người ta nói những cái người thành đạt bao giờ họ cũng có cá tính riêng của họ đó. Chứ nếu mà không có cá tính cũng khó thành đạt lắm. Còn chị thì sao ạ? Chị có mong muốn mẹ chồng thay đổi điều gì không? Chị mong là mẹ chị là có cái gì thì cứ nói thẳng. Ví dụ như đừng có sợ con cái trong gia đình á. Đã là con thì trách nhiệm của mình là mình phải lo cho cha mẹ. Chủ yếu mình làm mình có tiền là để cha mẹ mình sống khỏe hơn thôi. Đó chứ có gì đâu mà phải giấu. Một cái câu chuyện rất là thú vị giữa mẹ chồng nàng dâu. Mặc dù cái thời gian ở gần nhau nó không có nhiều, 5-6 tháng thôi nhưng cũng khá ấn tượng. Chú mong rằng là những cái gì nó đang diễn ra như thế cứ như thế và chỉ có hạnh phúc hơn thôi. Chúng ta hiểu nhau, yêu nhau, thương nhau và kết nối với nhau. Quan trọng là chúng ta phù hợp với nhau. Cảm ơn mẹ chồng nàng dâu rất là nhiều về câu chuyện hôm nay. Chúc cho con luôn luôn mua mai bán đất. Dạ cảm ơn chú. Con mở cửa hàng nhớ chú. Chúc cho mẹ chồng thật nhiều sức khỏe. Dạ cảm ơn. Mong muốn rằng chúng ta mãi mãi hạnh phúc, mãi mãi bình yên như thế và mãi mãi thành công như thế. Dạ. Tuyệt vời. Đó, cứ ôm như thế. Mỗi ngày trôi qua rất là nhiều muộn phiền trong cuộc sống. Nếu chúng ta chỉ cần ôm nhau để chia sẻ những cái muộn phiền đó, hiểu nhau để yêu nhau hơn, để sống với nhau muôn đời muôn kiếp luôn ha. Cảm ơn quý vị và các bạn theo dõi câu chuyện mẹ chồng nàng dâu ngày hôm nay. Chương trình Mẹ chồng nàng dâu được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ Quyền Linh và Lê Lộc xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.